Quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý cô bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh thiên hà thủy trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ trải qua một năm hung khắc ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động. Nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác trong năm Giáp Thìn 2024 diễn biến ra sao thì ngay sau đây xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý cô bác, để hiểu về vận trình của mình chúng ta cần xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Đinh Mùi cho thấy, người tuổi Đinh Mùi có thiên can là Đinh Hỏa, địa chi là Mùi Thổ, do vừa mang năng lượng hỏa, lại vừa mang năng lượng thổ, nên người tuổi Đinh Mùi là người nóng tính, có phần cộc cằn, thế nhưng lại rất thật thà, chất phác, có đôi lúc có phần không tim, không phổi, dễ giận nhưng cũng dễ quên, dễ bỏ qua lỗi lầm của người khác. Đây là người có sức chịu đựng bền bỉ và rất là tình nghĩa trong cuộc sống, họ sẽ luôn là trụ cột về tài vận, ít phụ thuộc vào gia đình. Giỏi tự lực cánh sinh, tuổi trung niên mới có nhiều điều nổi bật, tài lộc đến được nhờ nhiều người khác phái giúp đỡ. Bước sang năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương khắc. Cụ thể, người tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, gặp năm Giáp Thìn mệnh Hỏa, mà Thủy và Hỏa lại tương khắc với nhau. Chính vì vậy mà trong năm công việc và sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả, nếu không cẩn thận còn rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, nghèo khổ, khó khăn, nhiều người còn rơi vào cảnh phá sản mất trắng mà hóa kiếp ăn xin. Thế nhưng, không phải là không có cơ hội để lội ngược dòng số phận của mình, thay đổi vận mệnh, nhờ được thần tài mở kho ban lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân chỉ đường dẫn lối, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, gặp vận ăn nên làm ra, trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia, giàu có ú hụ. Vậy vận số của quý cô bác sẽ biến động ra sao trong năm 2024 âm lịch tới đây? Quý cô bác cần chú ý điều gì để đón được tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ, sẽ cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết. Càng già càng giàu, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vận số giàu sang, vàng đeo chĩu cổ, tiền tiêu ba đời không hết trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Đinh Mùi. Theo thầy tử vi phương Đông luận giải, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là những người rất vững vàng, họ biết cách đề cao ưu điểm và che giấu nhược điểm, không giống như những tuổi Mùi còn lại. Con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp nhận người khác, hành hòa khiến tuổi Đinh Mùi năng động và mạnh bạo hơn. Họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu. Khi bị xúc phạm, họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Đinh Mùi rất giỏi trong việc giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế. Con giáp này khá hợp lý và thông minh, bạn bè thích tìm đến họ, nhờ họ giải quyết những rắc rối, bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi dốc lòng giúp sức cho bạn. Tuổi Đinh Mùi có một tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn vì đóng góp cống hiến cho rất nhiều người nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao, họ xem nhẹ tiền tài, vật chất, các nghề về lĩnh vực giáo dục, thanh tra hay làm nhà quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp cũng rất hợp với họ. Nhưng họ lại giữ tiền bạc kém, kiếm được bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, thế nên cân nhắc xem xét kỹ khi quyết định làm kinh doanh. Vận niên tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo thầy tử vi luận giải, tuổi Đinh Mùi trong năm 2024 gặp vận niên, long đắc vũ, tức rồng gặp mây, tốt. Long đắc vũ là vận niên tương ứng với ý nghĩa tốt, dự báo về năm 2024 người sinh năm này có nhiều công việc lớn phải tiến hành. Luận giải tử vi, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng, trong năm 2024 cho thấy các công việc này tuy ban đầu có khó khăn
thế nhưng càng về sau càng thuận lợi nếu bản thân không ngừng cố gắng. Xuất hành đi lại trong năm mệnh chủ được lợi, công danh bị người khác phá hoại, thế nhưng lại được quý nhân hỗ trợ, nên kết quả vẫn tốt đẹp, những người bạn gặp trong năm chú ý suy xét kỹ lưỡng để tránh bị lừa gạt. Xét theo tứ trụ, tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 trong năm Giáp Thìn 2024. Thiên hỏa, địa hỏa, công việc làm ăn của tuổi Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn 2024 không có sự thay đổi, thế nhưng được quý nhân giúp đỡ và gặp nhiều may mắn. Tổng kết, trong cuộc sống có những năm mà vận may đến, còn những năm còn lại có nhiều khó khăn và thử thách. Đối với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, năm 2024 được cho là một năm chưa được thuận lợi. Theo các sao tử vi của năm Giáp Thìn, năm nay có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại. Mọi việc không được suôn sẻ như mong đợi, đối với công việc và kinh doanh có thể đối mặt với nhiều sự thay đổi và khó khăn. Tình cảm gia đình cũng không được tốt và có sự phiền muộn, ngoài ra cũng có thể gặp những khó khăn trong việc tìm kiếm tiền bạc. Tuy nhiên, đó chỉ là dự báo và vận số cuộc đời, không phải là điều hoàn toàn kiểm soát được. Chúng ta cần cố gắng làm việc chăm chỉ và đối diện với mọi thử thách để vượt qua những khó khăn và tìm đến điểm tựa cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can. Thiên can đinh của người tuổi này gặp thiên can năm là giáp, là quan hệ bình hòa. Năm nay công việc làm ăn của người thiên can đinh không có nhiều thay đổi hay khởi sắc như mong muốn của bản thân. Bên cạnh đó, khi xét tử vi của nam Đinh Mùi trong năm 2024 về ngũ hành thiên can, thì năm Giáp Thìn ngũ hành thiên can thuộc mộc lại tương sinh trong ngũ hành hòa của thiên can tuổi. Cho nên người này sẽ có được tin vui về thay đổi nơi ăn chốn ở hoặc có những tin vui liên quan tới phương diện công việc của mệnh chủ. Xét về địa chi. Người tuổi Mùi ngũ hành địa chi thổ gặp năm địa chi Thìn, ngũ hành địa chi thổ là chủ về tứ hành xung. Năm này cuộc sống của người tuổi Mùi chủ về bất lợi, các công việc kinh doanh hay làm ăn khó có được kết quả tốt như ý muốn. Sức khỏe bản thân không được tốt, dễ bệnh tật, ốm đau lâu khỏi, người tuổi Mùi sẽ thay đổi với công việc trong năm nay. Ngoài ra, khi xét về ngũ hành địa chi, ngũ hành thổ của chi Mùi gặp hành thổ của năm Thìn là thổ vượng, thế nên càng cần lưu ý về bất lợi đưa tới cho công việc hay tiền bạc. Xét về ngũ hành. Người sinh năm này có bản mệnh thuộc thủy, gặp năm ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn là quan hệ khắc xuất, xấu. Do vậy năm 2024, người tuổi này mọi việc đều chủ về hao tổn, sức khỏe có thể có những chuyển biến không như ý. Cần chú ý về thăm khám định kỳ, công việc trở ngại, nhưng may mắn được hỗ trợ từ quý nhân và có một số thành tựu đạt được trong năm. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch, tức tháng vượng hòa, có thể đưa tới những bất lợi về tiền bạc cũng như công việc cho người bản mệnh thủy. Xét về cung phi. Cung phi tuổi này thuộc cung càn, ngũ hành kim, gặp năm 2024 có cung phi thuộc chấn, ngũ hành mộc là khí ngũ quỷ. Trong năm 2024 Giáp Thìn, công việc của chủ mệnh không được thuận cho những thay đổi. Xét tử vi nam mạng, năm 2024 cho thấy tiền bạc mất mát, sức khỏe không được như ý, ngoài ra còn dễ gặp chuyện thị phi, bị người khác nói xấu. Về ngũ hành cung phi, trong năm Giáp Thìn, người tuổi này gặp tương khắc, ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như trong công việc. Năm 2024 vận khí tuổi Đinh Mùi biến động mạnh, hung vận, lấn át cát vận, tâm tính thay đổi, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước nữa, mà dễ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều, công việc khó khăn hơn trước, vận quý nhân không nhiều, trong khi tiểu nhân lại vượng. Đương số có một năm vất vả, nhiều lo toan lắm, tự làm, tự ăn không trông chờ vào may rủi. Xem tử vi năm 2024 âm lịch, cát tinh mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực của bản thân, nhưng hung tinh khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu biết vận dụng tốt, tuổi Đinh Mùi vẫn có thể thăng tiến trong sự nghiệp, thế nhưng nên nhớ cái giá phải trả cũng rất đắt, cần chấp nhận đánh đổi. Thực thần, thúc vượng tài khí, thúc đẩy các mối làm ăn kinh doanh hay đầu tư sinh lời, gặp nhiều may mắn, mệnh chủ cũng có số hưởng được đi tới nơi cao sang ăn nhiều của ngon, vật lạ. Có điều, cần chú ý để phòng đại hao, chủ hao tán tiền của hoành hành, hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định có liên quan tới tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm kẻo tiền mất, tật mang. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu hòa hoãn hơn, giúp những ai làm ăn chân chính có thể được đền đáp tương xứng. Đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó,
bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ tới việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang. Gia đạo có nhiều bất ổn, tình cảm vợ chồng giảm sút, cần có thời gian để sẻ chia và bồi đắp nhiều hơn. Người độc thân đào hoa kém sắc, dễ bị vết thương lòng sau chia ly cách biệt, chưa dừng lại ở đó. Quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp, có những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình, thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. Về sức khỏe, điểm sáng nhất trong tử vi năm 2024 của tuổi Đinh Mùi là phương diện sức khỏe, hầu như không bị tác động nhiều, đương số duy trì được thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm bệnh tật nguy hiểm. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc là làm việc quá sức. Sao hạn tuổi Đinh Mùi phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi năm 2024, Đinh Mùi nam mạng, đó là sao Thái Bạch, tức Kim Tinh. Sao Thái Bạch, chủ về việc kinh doanh trong năm không được thuận lợi và hanh thông như ý, tiền bạc, chi tiêu nhiều, có thể rơi vào tình trạng trắng tay, cẩn thận chuyện quan sự. Tháng xấu nhất của năm Giáp Thìn cần chú ý là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, màu trắng không nên dùng trong năm này và người mạng mộc là xấu nhất. Vận hạn năm tuổi 2024 của nam mạng, sinh năm 1967, gặp hạn toán tận, đây là một đại hạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, nam mạng năm 2024, gặp hạn toán tận thế nên chủ về sự hao tán tiền bạc, làm ăn công việc đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng chi tiêu. Sức khỏe trong năm cũng không tốt, có thể ốm bệnh, chớ nên làm công việc khai thác lâm sản trong năm nay và đi lại xe cộ cần hết sức cẩn thận. Sao chiếu mệnh tử vi năm 2024, Đinh Mùi nữ mạng, đó là sao Thái Âm. Giải nghĩa sao, gặp sao Thái Âm chiếu mệnh thì người nữ mạng tuổi này trong năm 2024 có nhiều niềm vui, hạnh phúc cũng như tiền tài đưa tới, công việc tiến triển thuận theo ý muốn và đạt thành tựu. Ngoài ra, về sức khỏe chủ đau ốm, bệnh tật, vào tháng 11 âm lịch thì cần chú ý. Vận hạn, tuổi Đinh Mùi nữ mạng năm 2024, gặp hạn Huỳnh Tuyền, đây là một đại hạn. Năm gặp hạn Huỳnh Tuyền chiếu vào tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mạng, bởi vậy tuổi này sức khỏe chủ về những biến cố bất lợi, dễ bệnh tật và lâu ngày mới có thể khỏi được, công danh mưu cầu trong năm không được lợi, tài lộc cũng khó được như ý muốn. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Đinh Mùi sẽ như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận, giải chi tiết theo các phương diện chính dưới đây. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Theo các thầy tử vi học phương Đông, tâm tính của tuổi Đinh Mùi kích động mạnh hay nóng vội, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Hung tinh còn khiến bản mệnh này suy nghĩ nhiều, suy nghĩ kỳ quái, như thể muốn phá bỏ mọi quy chuẩn, nguyên tắc vốn được thực hiện khá tốt bấy lâu nay. Thậm chí có người muốn bỏ việc, muốn ẩn mình trong các tôn giáo và tâm linh, ở đó bản mệnh khó gò mình trong những khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với mẹ cha, phối ngẫu, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã lắm áp lực, nay lại càng thêm nhiều chông gai. Thời điểm này, bản mệnh có thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, vì may mắn có thực thần phù trợ mà bạn vẫn tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý. Những người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, việc buôn bán cũng tiến hành thuận lợi. May mắn đương số được các tinh mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực bản thân, tuế phá khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ, nếu biết vận dụng tốt thì vẫn có cơ hội thăng chức. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả cũng rất đắt, cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi. Bản mệnh là người có tư tưởng cao đẹp, muốn góp sức xây dựng để xã hội tốt đẹp hơn, nhưng chưa có cơ hội đủ lớn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện những hành động nhỏ và thiết thực khi muốn nghĩ tới điều gì quá lớn lao, nếu có xảy ra những sai sót đáng tiếc. Cũng chỉ vì sự bất cẩn hoặc do bạn đang đánh giá quá thấp khả năng của mình mà thôi, làm việc theo đuổi đam mê đến cùng. Về mặt tài lộc, trên phương diện tài lộc tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, bước vào năm 2024, lộ trình cầu tài của tuổi Đinh Mùi gặp không ít trở ngại, khó khăn, mất mát ngoài ý muốn. Mang theo hung hiểm và xui xẻo, kiếm tiền khó khăn hơn trước, tiền vào cửa trước, ra cửa sau, áp lực kinh tế lớn, chi tiêu khá eo hẹp, cần lấy tích lũy làm trọng.
lại có hung tinh chủ hao tán tiền của Hoành Hoành, hết sức cẩn trọng khi đưa ra các quyết định có liên quan tới tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm kẻo tiền mất, tật mang. Người làm công ăn lương hay những ai chỉ có nguồn thu nhập chính sẽ ít chịu tác động của đại hao hơn. Ngược lại, những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh dễ bị phá tài, tổn hao tiền bạc do ít vận may về thứ tài, đa phần đều phải tự làm, tự ăn không trông chờ vận may rủi. Nói như vậy, không có ý ám chỉ tài vận của tuổi Đinh Mùi quá ảm đạm, bởi vậy vẫn có thời điểm được thực thần chiếu cố, tạo cơ hội kiếm tiền rất mạnh. Nhưng chỉ có những ai chủ động nắm bắt, thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc thì mới có tiền chảy về túi. Trái lại, người lười nhác, thiếu kế hoạch, cũng như mục tiêu tài chính rõ ràng hoặc tiêu xài lãng phí, chỉ để thỏa mãn hưởng thụ bản thân thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn tiền đổ vào túi của người khác mà thôi. Hơn nữa, sức mạnh của quan đới mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạng mà cả tài lộc cũng vượng phát. Một khi công việc thuận lợi, nhìn thấy thành quả rồi bạn tự tin đề xuất tăng lương, mức tăng thường thì chắc chắn có thể thuyết phục được cấp trên, dẫu tiền bạc rủng rỉnh là thế. Nhưng nhắc nhở bản thân đừng vội chủ quan khinh suất, luôn có thái tuế hung tinh rình rập ở phía sau, tiểu nhân chỉ trực chờ bạn lơ là lập tức ra đòn đánh úp, gây tổn thất tiền cuộc. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tình cảm tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tình cảm vợ chồng giảm sút nhiều, tần suất cãi vã khắc khẩu ngày càng gia tăng, rất cần thời gian để chia sẻ và hóa giải mâu thuẫn. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm, có như vậy gia đạo mới sớm được yên ổn. Người làm cha, làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh. Con cái có thể hăng hái và gặt hái được nhiều thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Bản mệnh vô cùng tự hào về gia đình của mình, người độc thân đào hoa kém sắc, lại có thiên hư kích phát những suy nghĩ kỳ quái. Dù có không ít người theo đuổi thế nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao, hoặc đã tìm được người ưng ý nhưng tình cảm dễ phai nhạt, dễ bị vết thương lòng chia ly cách biệt. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Về phương diện sức khỏe có hung cát, đan sen, đa phần tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, kích phát bệnh về thần kinh như đau đầu, mất ngủ thường xuyên hay khí huyết kém lưu thông, gây mệt mỏi và căng thẳng. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng cường sức đề kháng cho mình. Ngoài ra, xem phi tinh tháng, sao về ốm đau, bệnh tật sẽ xuất hiện, khu vực này cần được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, đừng để nguyên khí có cơ hội bùng phát, nguy hại cho sức khỏe của bản mệnh và các thành viên trong gia đình. Đừng hiểu nhầm rằng mình uống nước hoa quả là có thể bù được lượng nước đang thiếu hụt bạn nhé. Có khi uống nước ép hoặc uống nước sinh tố lại làm gia tăng lượng đường vào cơ thể vì chúng có rất nhiều đường hơn bạn nghĩ. Ngoài ra, tai ương ập đến bất ngờ, đương số thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhẹ cũng thương tật tứ chi, nặng thì nguy hại tới tính mạng. Quý vị thân mến, cùng ở trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết tử vi 12 tháng trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024. Trong năm này, người tuổi Đinh Mùi trong tháng âm lịch đầu tiên của năm mới, vận thế của bạn về cơ bản là vẫn khá ổn định. Nổi bật nhất là phương diện tài chính, bạn gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh khá triển vọng, cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nắm bắt. Hơn nữa, bản mệnh vốn là người chăm chỉ và cần cù, nên sức lao động của bạn ắt hẳn sẽ được trả công xứng đáng. Phương diện sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, bạn nhận được sự tin tưởng cùng người làm lãnh đạo, nên có thể được phân công thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, có tác dụng khẳng định vị thế của mình. Tháng này, không khí gia đình trở nên đầm ấm, hài hòa, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con giáp tuổi Đinh Mùi khi gặp mọi khó khăn. Một số rạn nứt cũ được hàn gắn khi những hiểu nhầm được phá bỏ, những cặp vợ chồng thời gian này cũng lấy lại được cảm xúc xưa cũ, cảm thấy gần gũi, yêu thương, thấu hiểu nhau nhiều hơn trước, thậm chí có những người vợ chồng khiến đối phương bất ngờ vì những hành động, lời nói quá đỗi ngọt ngào. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, tam hợp giúp sức bản mệnh đạt được những kết quả khá tích cực trong công việc, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, khiến bạn dù gặp phải vấn đề khó giải quyết, cũng luôn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Bản mệnh nên giữ thái độ tích cực, lạc quan, sẵn sàng chấp nhận thử thách, chứ không nên tự tạo ra áp lực không cần thiết cho mình.
Cát Tinh thu hút tài lộc về cho con giáp này, bất chấp những khó khăn, bản mệnh và đối mặt trong tháng cô hồn. Nhất là đối với những ai đã xây dựng cho mình một nguồn tiền thụ động, thì nay đã có nhiều số hiệu suất tích cực. Không ít người sống tiến mua sắm để thỏa mãn sở thích của bản thân hoặc là giải tỏa căng thẳng trong công việc. Để tránh chi tiêu quá mức, mất kiểm soát khi tâm trạng không tốt, thì bạn nên có kế hoạch mọi thứ từ trước. Chuyện tình cảm có những biến chuyển tích cực. Nếu còn độc thân thì bạn nên mở rộng lòng mình và cho người khác cơ hội để thể hiện sự quan tâm, yêu mến đối với mình. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi cần phải chú ý tới vấn đề về sức khỏe của mình trước khi bước chân sang tháng 3 âm lịch, thời điểm giao mùa. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu không may mắc các bệnh vặt vãnh nhưng kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng gián tiếp tới sự nghiệp và tiền bạc. Về tài lộc, nhiều người tuổi Đinh Mùi mới biết tận dụng cơ hội đáng có để gia tăng lợi nhuận của mình trong thời gian ngắn. Có người ngoài nhìn vào cho rằng bạn gặp may, thế nhưng đa phần đây là kết quả từ những việc bạn làm trong quá khứ. Khi bắt tay và làm việc gì, bản mệnh nên cố gắng hết sức mình, tập trung vào nhiệm vụ cần thực hiện, như vậy mới mong đạt được những thành quả như ý muốn. Bạn cần tự tin lên, hãy tập trung vào những thứ bạn được, thay vì nghĩ về những thứ bạn chưa đạt được. Cuộc sống này không dễ dàng với bất cứ ai, nó chỉ mang lại phần thưởng cho những người thực sự xứng đáng với nó mà thôi. Về phương diện tình cảm, không có nhiều biến động, người đã lập gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới gia đình. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Nhìn chung, người tuổi Đinh Mùi sẽ gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi trong khoảng thời gian này. Do có nhiều cát tinh soi chiếu, bạn làm gì cũng trôi chảy, thậm chí là cầu được ước thấy, khiến nhiều người ao ước, lại thêm cá tính, vui tươi, cởi mở, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người. Nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí còn có người chinh phục được đỉnh cao. Với người làm công ăn lương, bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, bạn bè, do đó mà các cuộc mâu thuẫn tranh cãi có xu hướng giảm hẳn. Các con giáp này vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong tháng 4 âm lịch. Bản mệnh nên xây dựng chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, đồng thời kết hợp rèn luyện thân thể, tăng cường sức đề kháng. Sức khỏe tinh thần cũng là một trong những vấn đề đáng được quan tâm, bạn không nên bắt mình phải làm việc căng thẳng hoặc suy nghĩ bi quan trong một khoảng thời gian quá dài. Ngoài ra, bạn cũng không đến những khu vực nguy hiểm hoặc tham gia những trò chơi mạo hiểm để tránh những sự cố bất ngờ. Các phương diện khác của cuộc sống như sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm không có nhiều biến động. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng này, bản mệnh cần phải quan tâm hơn tới vấn đề kinh tế của bản thân và gia đình dưới sự ảnh hưởng của hung tinh. Bản mệnh dễ gặp phải tình cảnh phá tài, hao tài nếu đưa ra những quyết định quá mức vội vàng. Chuyện chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày cũng cần phải hạn chế và cân nhắc kỹ càng hơn, nếu không bạn sẽ phải chịu áp lực do tiền không đủ tiêu. Tháng này, sự nghiệp phát triển tương đối thuận lợi, mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp có thể giúp bạn khắc phục nhiều khó khăn một cách nhanh chóng. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể, bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới, nên nhận được nhiều lời mời làm quen. Tìm hiểu, nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp để phát triển lâu dài. Với các cặp vợ chồng, đời sống gia đình của bạn hài hòa êm ấm, nửa kia luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng của bạn, tạo động lực cho bạn đối diện với thách thức và thử sức mình trong lĩnh vực mới mẻ, đồng thời hai người luôn chú ý dành thời gian để ở bên nhau, tìm cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi, khiến mối quan hệ vốn đã khăng khít thì lại càng thêm ngọt ngào hơn. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 6 âm lịch này, nhờ thái độ tích cực và chủ động mà bạn có thể dần dần giải quyết được những khó khăn, khúc mắc từ trước kia. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân, chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, chỉ cần bạn làm tốt việc của mình và bỏ ngoài tai những lời thị phi là được. Trong chuyện tình cảm, bạn đã chủ động hơn trong việc tiếp xúc với mọi người, nhờ vậy mà một vài cơ hội triển vọng có thể mở ra trước mắt, bạn có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng, hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về nhau nhé. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 năm 2024 âm lịch, vận thế của bản mệnh không được thuận lợi như ý muốn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Dù bạn luôn cố gắng hết sức mình, nhưng vẫn không tránh khỏi những rắc rối bất ngờ chợt xảy đến. Có thể kẻ tiểu nhân đang tác quai, tác quái, kìm hãm bước phát triển của bạn. Bạn cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, ai là kẻ đang ngấm ngầm hãm hại. Phương diện tài lộc, có những bước phát triển ổn định. Bạn nên phải phát triển theo hướng chậm mà chắc,
chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Đôi bên cùng hướng tới mục tiêu chung, có tinh thần vô tư, không vụ lợi, nên không vướng phải những tranh chấp mâu thuẫn, gây thiệt hại về kinh tế. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao bạn gặt hái được cùng với tập thể có thể giúp bạn nhận được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Hãy coi đây là món quà khích lệ tinh thần bản thân để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới hữu ích, phục vụ cho tương lai. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong tháng 8 này. Dù sự nghiệp đã dần ổn định hơn trước, những khó khăn, vướng mắc trong khoảng thời gian trước đã được giải quyết phần lớn, thế nên bạn có thể thả lỏng hơn, không còn quá căng thẳng nữa. Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong tháng 8 này, bạn nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp gỡ những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn. Tuy nhiên, sự lo lắng vẩn vơ sẽ khiến bạn dễ phạm phải lỗi lầm, thành ra công việc liên tiếp xuất hiện lỗi sai. Những lúc thế này, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi này hanh thông, thuận lợi, bản mệnh có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh về trong túi, từ đó có thể thoải mái chi tiêu, không lo tốn kém. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, các mối quan hệ rộng rãi có thể giúp bạn làm quen được với những khách hàng, đối tác phù hợp, từ đó mở rộng làm ăn được tiến hành trôi chảy hơn. Thời điểm này, bản mệnh cũng không nên vội vàng đầu tư, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt dẫn đến cảnh phát tài. Tuy nhiên, sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm, có lẽ đây là lúc bạn cần buông xuống những gánh nặng và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi sẽ phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần trong khoảng thời gian này. Bạn hiếu thắng và nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, nên sẽ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết. Trên phương diện tiền bạc, bạn có thể phải chi tiêu quá nhiều cho việc phô trương bản thân. Trên thực tế, bạn không nhất thiết phải khoe mẽ nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Hãy tự tin là chính mình, người khác sẽ bị hấp dẫn bởi chính con người của bạn thôi. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi lại không thực sự ổn định, tinh thần buồn phiền, bất an, gây bất lợi cho sức khỏe. Thậm chí có những người còn đổ bệnh trong thời gian này vì áp lực công việc khá lớn. Con giáp này nên học cách chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn để bạn trút bỏ gánh nặng, có những suy nghĩ lạc quan về tương lai. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Đến tháng 10, vận trình của người sinh năm Đinh Mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước đó. Bạn có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên có thể hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Chuyện tình cảm có nhiều tiến triển nhất định, nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Còn nếu đang độc thân, họ sẽ được giới thiệu cho những đối tượng khá thích hợp, hãy chủ động bắt chuyện với đối phương. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Dù đã bước vào thời điểm cuối năm, thế nhưng vận trình của người tuổi Đinh Mùi vẫn không được thuận lợi như ý muốn. Cục diện tương hại khiến bạn dễ vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân nếu không đủ kinh nghiệm hoặc sợ sáng suốt để nhận ra. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này, chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Kinh doanh buôn bán cần phải xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường thì rất có lợi cho bạn trong giai đoạn này. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào thì cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. May mắn là phương diện tiền bạc không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Nếu chi tiêu hợp lý thì bạn vẫn có tiền để tiết kiệm, phòng biến cố có thể xảy đến. Mối quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng có dấu hiệu xa cách, bạn cần chú ý tới chuyện tình cảm nhiều hơn. Dù công việc có bận rộn tới mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm 2024, nhưng Đinh Mùi vẫn đang cố gắng làm việc, bạn vẫn luôn phải chịu đựng sự đối nghịch của đồng nghiệp. Có vấn đề xảy ra chỉ vì đôi bên chưa thực sự thấu hiểu suy nghĩ, quan điểm của nhau mà thôi. Hai người cần bình tĩnh và thẳng thắn trao đổi với nhau thì mới có thể khắc phục được vấn đề. Tiền bạc có dấu hiệu tăng nhẹ, bạn có thể nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm, song thời điểm này cũng không cần phải mua sắm rất nhiều thứ,
thế nên có thể khoản tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Chuyện tình cảm vẫn tiếp tục có khúc mắc, bạn không nên làm vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Nếu đã là vợ chồng là người yêu thì đôi bên nên bao dung cho nhau nhiều hơn. Tháng này, tình trạng sức khỏe của bản mệnh không được khả quan cho lắm. Bản mệnh cần chú ý giữ gìn, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Bên cạnh đó, nếu bạn có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể thì tốt hơn, nắm được tình trạng cụ thể của cơ thể sẽ thêm phần an tâm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.